Kính chào quý vị, các bạn, những nhà hảo tâm gần xa đến với chuyên đề vượt qua hiểm nghèo của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, chương trình hôm nay là câu chuyện hết sức đáng thương về hoàn cảnh của đôi vợ chồng tuổi đã gần 60, suốt cuộc đời lam lũ nhưng giờ lại rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn túng quẫn do bệnh tật. Rất mong quý vị cùng chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của ông Phạm Văn Kiệp và bà Hoàng Xuân Tiêu, ngụ ấp Kinh Bích, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh. Ông Kiệp và bà Hoàng Xuân Tiêu là đôi vợ chồng khá đặc biệt so với hàng ngàn người dân trên vùng đất Tân Ninh này. Bà quê ở tỉnh Bắc Tâm Bon, Vương quốc Campuchia. Kết quả của mối tình 4 năm, ông đi bộ đội bên nước bạn. Hai người nên duyên vợ chồng, đưa nhau về Việt Nam sinh sống nay đã hơn 30 năm. Ông bà có với nhau 3 người con, ai nấy cũng nghèo và đang tha hương khắp nơi làm thuê kiếm sống. Giờ không có ruộng đất, mấy mươi năm qua ông bà chỉ sống bằng nghề làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Cuộc sống của gia đình đã chuỗi ngày dài rơi vào tình cảnh thiếu trước hụt sau, được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ một lô đất trên tuyến dân cư ấp Kinh Bích và xây dựng một căn nhà tình thương giúp ông bà ổn định phần nào cuộc sống. Thế nhưng khó khăn đã thực sự đến khi 2 năm trước ông đột ngột mắc nhiều chứng bệnh hiểm nghèo, suy tim, nhồi máu não và nhiều chứng bệnh khác. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, làm nuôi cả gia đình, bỗng nhiên ông trở thành gánh nặng. Gia đình phải đi vay mượn khắp nơi mới có thể điều trị cho ông tạm thời thoát khỏi cơn nguy kịch tính mạng. Giờ gia đình đã hết khả năng nên đành phải cắn răng đưa ông về uống thuốc nam cầm cự qua ngày. Trong khi căn bệnh của ông còn chưa biết phải xoay sở ra sao thì bà cũng ngã bệnh. Hiện bà đang bị chứng thận ứ nước độ 3, ngày đêm mệt mỏi nhưng không sao có tiện điều trị. Sắp tới đây thì anh với chị sẽ tiếp tục đi chữa bệnh. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì anh với chị là không có khả năng đi điều trị bệnh, bởi vì cái chuyện ăn uống hoặc sinh hoạt gia đình thì anh chị cũng không lo nổi, làm sao có tiền để đi trị bệnh. Giờ ông Kiệp và bà Xuân Tiêu chỉ còn biết hy vọng vào các loại cây cỏ thuốc nam quanh nhà vì đã không còn cách nào kiếm ra tiền đi bệnh viện chạy chữa. Cơm ngày 2 bữa, ông bà cũng phải cậy nhờ vào sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con láng giềng. Đầu tiên thì nhà chị em bán chồng á, anh em ruột của ông á, thì anh em bữa đầu á đã đi chung á, con cho bao nó trong xa trong áp con cho đi qua giờ thì hết thì anh em bà con ta giúp đỡ. Cái hộ anh Nguyễn Văn Kiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là không có đất sản xuất. Thì anh với con anh trước đây cũng phải làm thuê làm mướn hàng ngày để sinh sống. Thì vào năm 2013 anh mắc cái chứng bệnh là suy thận mãn, nhồi máu cơ tim và nhiều chứng bệnh khác. Thì gia đình đầu tiên thì cũng đưa anh đi điều trị rất là nhiều lần. Nhưng đến nay thì gia đình không còn khả năng đưa anh đi điều trị nữa. Thì về chính quyền địa phương là cũng có tạo điều kiện giúp đỡ cho anh, nhưng mà số tiền thì không có thấm vào đâu. Thì về phía hội đoàn xã có đôi lời kêu gọi đến bà con xa gần ủng hộ cho anh có số tiền để anh tiếp tục anh điều trị. Sau một thời gian không được chạy chữa đúng cách, tình trạng bệnh của ông bà đã nặng hơn khá nhiều. Ông thì thường xuyên bị những cơn thiếu máu tim, tím tái cả người, suốt ngày chỉ nằm trên giường. Bà mặc dù rất mệt mỏi do chứng thận ứ nước nhưng vẫn gượng dậy để chăm sóc ông. Không chỉ vậy, bà còn cố gắng đi hái thuốc nam, hái rau rừng về để cải thiện bữa ăn. Căn nhà tình thương, chỗ dựa duy nhất của ông bà giờ cũng đã xiêu vẹo, không biết có còn trụ nổi trong mùa mưa sắp đến hay không. Ông bà đang thật sự rơi vào bế tắc.
Thưa quý vị, mọi sự giúp đỡ của quý vị cho gia đình ông Kiệp và bà Xuân Tiêu xin vui lòng gửi về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, số 3, đường Võ Công Toàn, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại 0723-822-529. Hoặc quý vị có thể giúp đỡ trực tiếp tại gia đình theo địa chỉ ấp Kinh Bích, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, tiếp tục đón nhận tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm dành cho người nghèo. Trong tuần qua, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An đã nhận được trên 39 triệu đồng và 50 kg gạo. Đây là số tiền trả gạo mà gia đình em Phan Hoàng Ngọc Bảo, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã được giúp đỡ để có điều kiện chữa bệnh và ổn định cuộc sống. Thay mặt cho gia đình em Phan Hoàng Ngọc Bảo, chúng tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ vô cùng quý báu này. Tuần qua, chúng tôi cũng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm cho các gia đình mà chúng tôi đã phát sóng trước đó. Ủng hộ ông Trần Văn Kèn, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, số tiền là 100.000 đồng. Danh sách ủng hộ Phan Hoàng Ngọc Bảo, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, phát sóng ngày 13 tháng 4 năm 2016. Quỳnh Quang Mực, Trần Thị Mỹ Trân, 500.000 đồng. Bùi Cao Sơn, Canada, 500.000 đồng. Anh Đông, công ty Đại Dương, phường 6, thành phố Tân An, 1 triệu đồng. Máy nổ Phát Huy, phường 1, thành phố Tân An, 250.000 đồng. Nguyễn Lê An, Châu Thành, 50.000 đồng. Gia đình chị Thẩm, phường 4, thành phố Tân An, 100.000 đồng. Thầy An Lộc và Phật tử chùa Kim Cang, 300.000 đồng. Tiệm vàng Kim Thành Lý, 200.000 đồng. Xuân Thư Ngọc Hiền Tài Cầu Voi, 400.000 đồng. Ni sư Tắc Đức chùa Tôn Chân Cần Giuộc, 50.000 đồng. Ni sư An Huệ chùa Phật Huệ Thủ Thừa, 50.000 đồng. Trần Thị Bận cầm đồ 114, 100.000 đồng. Chành Cường Quyên, 100.000 đồng. Bi Gia Thanh Sang, 100.000 đồng. Anh Hùng Phân, phường 2, thành phố Tân An, 100.000 đồng. Ga Thùy Chủ, 100.000 đồng. Gà Tráng Hàn Quốc 248 Hùng Dương, 100.000 đồng. Quán ăn Thu Tuyền, 100.000 đồng. Hai bé Mai Duyên, 50.000 đồng. Thành Đạt Quang Vinh, 50.000 đồng. Trần Thị Kim Loan, Tân Trụ, 70.000 đồng. Kho thuốc tiếp liệu cám Greenfit, 190.000 đồng. Châu Trăng Đỏ, 200.000 đồng. Thanh Thủy, Thanh Trúc, Thanh Sơn, 260.000 đồng. Gia đình Phật tử Thiện Ân, Tâm Hỷ, 100.000 đồng. Gia đình Minh Trí, 100.000 đồng. Tư Quan Cầu Chén, 500.000 đồng. Nhà máy Bảy Huệ, Nguyễn Thị Thu, Châu Quốc Nam, Châu Quốc Dương, Châu Nguyễn Kim Tuyền, 100.000 đồng, 50 kg gạo. Thùng từ thiện chợ Rạch Kiến, 500.000 đồng. Thùng từ thiện xã Long Sơn, 100.000 đồng. Nguyễn Thị Kiều, Phụ Tùng Honda Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Bê, 300.000 đồng. Bà Năm, Cô Thích, Kim Ngân, Thúy Hằng, Cô Bay, 250.000 đồng. Ông Quá Cố, Quỳnh Văn Mệnh, Bến Lức, 250.000 đồng. Nguyễn Trang Bương, Châu Thành, 100.000 đồng. Bùi Thị Đẹp, Nguyễn Hoàng Oanh, 200.000 đồng. Đinh Ngọc Kiều, phường 4, thành phố Tân An, 200.000 đồng. Kha Thị Minh Nguyệt, phường 4, thành phố Tân An, 200.000 đồng. Hoàng Nhi và ông bà Quá Cố bên nội bên ngoại, 100.000 đồng. Thanh Minh Nhân Toàn, 200.000 đồng. Nguyễn Cao Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, 100.000 đồng. Gia đình anh Ngọc, phường 1, thành phố Tân An, 200.000 đồng. Gia đình anh Hùng Nam Cường, phường 2, thành phố Tân An, 500.000 đồng. Anh Công Đạt, phường 3, thành phố Tân An, 200.000 đồng. Chị Quỳnh Kim Ngân, Hậu Nghĩa, 100.000 đồng. Dân Anh Như Anh, phường 3, thành phố Tân An, 100.000 đồng. Trương Trang Khanh, phường 3, thành phố Tân An, 100.000 đồng. Ban Hậu Niệm Hoa Sen, gia đình Thiện Minh, Diệu Minh, Hạnh Thái, Chánh Nghiêm Ánh, Chiếu Chiên Mỹ, gia đình An Thiện, 400.000 đồng. Thánh Linh Trúc Linh, phường 3, thành phố Tân An, 200.000 đồng. Chi hội phụ nữ ấp 2, Lạc Tấn, 125.000 đồng. Cô Nhung, Quế Thanh, Minh Đăng, 300.000 đồng. Ông bà nội Gia Bảo, Gia Minh, 200.000 đồng. Phật tử chùa Linh Phát, 300.000 đồng. Kim Quê, Úc Đức, phường 1, thành phố Tân An, 100.000 đồng. Thùng từ thiện ngã ba quê Mỹ Thạnh, 100.000 đồng. Nguyễn Ngọc Như Ý, Tiền Giang, 100.000 đồng. Trần Thị Nguyệt, phường 4, thành phố Tân An, 100.000 đồng. Nguyễn Quy Quý, phường 4, thành phố Tân An, 100.000 đồng. Cô Tư Lại, Bình Trung, 100.000 đồng. Nguyễn Trang Đoàn, phường 7, thành phố Tân An, 50.000 đồng. Đại Đức, Thích Huệ Châu, chùa Linh Tôn, 200.000 đồng. Công ty giải trí nhạc Sóng Xanh, Bến Lức, 300.000 đồng. Minh Thu, cháu trắng phường 1, 150.000 đồng. Gia đình Như Đình, Bến Lức, 100.000 đồng. Trường Công Chí Trai, Bến Lức, 100.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thanh, phường 6, thành phố Tân An, 1 triệu đồng. Bà Hồ Thị Ba, Ngọc Hà, Ngọc Phi, Duy Tân, Khánh Tiên, Phương Liên, 800.000 đồng. Bà Hồ Thị Mỹ Lệ, An Chỉnh Ngãi, 100.000 đồng. Bà Lê Thị Tần, Dừa Gạo Tám Trang, 250.000 đồng. Ông Tám Nhu, ấp Trung Hòa, 50.000 đồng. Gia đình Úc Bia, Tầm Chu, 150.000 đồng. Bé Cổ Thiên Phú, Tầm Chu, 50.000 đồng. Chị My, Tầm Chu, 50.000 đồng. Lò bánh mì Hồng Nương, Chính Xương, Sáu Lì, Hoàng Mai, Đúng Gạo, Phường Đầu Chai, Dung Khóm, Giàm Cỏ, Kim Dân, Chị Chi Bán Chén, Phượng Chải, Bùi Thị Năm, Hồng Miên, Chị Quanh, Trọng Quý, Trọng Nhân, 800.000 đồng. Anh Úc Lạc Tấn, 200.000 đồng. Nhóm từ thiện Nhân Ái, Tầm Chu, 100.000 đồng. Phật tử chùa Tịnh Độ, 300.000 đồng. Bé Quỳnh Hương, Quỳnh Ngân, 100.000 đồng. Tuyến Thủ Thừa, 100.000 đồng.
Khang thủ thừa 50.000 đồng, Trịnh Thị Mỹ Khoa, Nguyễn Thị Chẩn, Dương Thị Tiến, Phạm Thị Ba 400.000 đồng, Trịnh Văn Phương, Trịnh Hữu Đức, Trịnh Ngọc Giao 400.000 đồng, Trịnh Văn Tý, Bùi Chí Hùng, Bùi Trịnh Quy Hùng 200.000 đồng, Kim Lan Chung, phường 2 thành phố Tân An 300.000 đồng, chị Bé Thọ, phường 4 thành phố Tân An 50.000 đồng, Trần Hùng Dũng, phường 3 thành phố Tân An 200.000 đồng, Nguyễn Trang Nam, Phạm Thị Nga, Võ Trang Tư, Thiệu Thị Bé, Nguyễn Minh 300.000 đồng, chú Ba Hưng, chú Tư Phương, Tầm Du 100.000 đồng, Ngọc Sương, Thu Hằng, Sơn Giang Đồng, Long An 100.000 đồng, quán ăn Quỳnh Hoa Tửu, phường 1 thành phố Tân An 500.000 đồng, chú Sáu Chánh, Khánh Hậu 60.000 đồng, chú Tám Hé, Khánh Hậu 50.000 đồng, Ngọc Châu, Ngọc Nga, phường 5 100.000 đồng, bé Bùi Gia Tiến, phường 6 thành phố Tân An 300.000 đồng, Bùi Thanh Liêm, Nguyễn Thị Hồng Cúc 100.000 đồng, bà Chín Chừa Cừ, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh 500.000 đồng, Bình Liên Sủng, Giàm Láng 400.000 đồng, tiệm Hữu Lợi, Nguyễn Trường Quy, Thuận Chỏ, Tuyền 220.000 đồng, chị Lan Anh, Thùy Linh, Tuyền Chọn, Quyên, Hằng, Anh Lai, Phước, chị Hạnh, Mai, Anh Minh 600.000 đồng, nhóm từ thiện Vì Mười Nên, phường 1 thành phố Tân An 2.350.000 đồng, Bùi Chí Thanh, Bùi Chí Tâm, phường 1 thành phố Tân An 100.000 đồng, Lâm Chung, Tân Trụ 100.000 đồng, Phương Triệt, Châu Thành 100.000 đồng, Trương Thị Mỹ, Phú Ngải Trị 100.000 đồng, Nguyễn Thị Tám 50.000 đồng, Máy Chai Đức Phương, Sửa Xe Quân, Sửa Xe Tư Lâm, Phú Bột 400.000 đồng, Đại lý vé số Ba Xuyên, phường 2 thành phố Tân An 500.000 đồng, ông bà quá cố Nguyễn Văn Tần và Lê Thị Lành 200.000 đồng, nhà trọ Ngọc Nga, phường 2 thành phố Tân An 300.000 đồng, bé Minh Mẫn, phường 2 thành phố Tân An 200.000 đồng, Dương Thanh Quy thủ thừa 100.000 đồng, Ngọc Tuyết, phường 3 thành phố Tân An 500.000 đồng, tiệm vàng Kim Tuyền, phường 1 thành phố Tân An 500.000 đồng, bạn xem đài phường 5 thành phố Tân An 100.000 đồng, ông bà nội Quốc Thảo, phường 1 thành phố Tân An 100.000 đồng, bà nội Kim Yên, phường 1 thành phố Tân An 50.000 đồng, nhóm từ thiện Nhân Thành Trung 500.000 đồng, nhóm từ thiện ấp 4 Lạc Tấn 250.000 đồng, gia đình anh Nguyễn Hữu Quà, phường 1 thành phố Tân An 100.000 đồng, hiệu trà dự trữ, phường 1 thành phố Tân An 500.000 đồng, Loan Thủy Sản Cần Chuột 200.000 đồng, Trần Trang Quốc một quả 100.000 đồng, bà quá cố Quỳnh Thị Sáu và bà quá cố Vũ Thị Thủy 400.000 đồng, anh Vũ phường 5 thành phố Tân An 100.000 đồng, thầy Thiện Bình chùa Thuận Đức 100.000 đồng, nhóm từ thiện chợ phường 6 500.000 đồng, Quỳnh Thị Bợ phường 3 thành phố Tân An 500.000 đồng, Lý Văn Cường thủ thừa 200.000 đồng, bạn xem đài thủ thừa 50.000 đồng, bạn xem đài phường 6 thành phố Tân An 200.000 đồng, gia đình Thiên Kim, Thiên Trị, Thiên Phú, Thiên Hợp, Thiên Hảo, Tường Chi, Cần Chuột 250.000 đồng, Tịnh Thất, Thiện Tài 400.000 đồng, nhóm cô Chính Nguyện, Cầu Úc, Diệu Nhật, Úc Thúy, Mai Phượng, Chính Nết, Nam Biếu, Úc Tịch, Dũng Hoang, Nam Chuyên, Nam Nay, Cầu Nhi, Tuấn Hồ, Bá Phúc 500.000 đồng, bà Trần Thị Đáng, cô Hạnh, bé An, Kinh Nước Mặn, Cần Đước 250.000 đồng, Tổ Phật Tử, ấp Bình Điện 1.070.000 đồng, Thánh Thất Bình Tịnh 100.000 đồng, bà Sáu Nhường Bến Lức 150.000 đồng, chú Hai Toàn Bến Lức 30.000 đồng, Quỳnh Văn Lập 150.000 đồng, Nguyễn Thanh Xuân thành phố Hồ Chí Minh 300.000 đồng, Đỗ Thành Long thành phố Hồ Chí Minh 200.000 đồng, Nguyễn Thị Kim Tuyên Cần Đước 400.000 đồng, Quỳnh Thị Hiếu Đức Hòa 200.000 đồng, Thánh Thất Cao Đài xã Phước Lại Cần Chuột 700.000 đồng, Nguyễn Trang Của thành phố Hồ Chí Minh 200.000 đồng, Nguyễn Trang Nhuận thành phố Hồ Chí Minh 200.000 đồng, Ban Hành Thiện Thánh Thất Cao Đài Long Hiệp 1.000.000 đồng, Lò Meo Nông Thật Bến Lức 600.000 đồng, Tập thể công nhân công ty Mai Đăng Khoa Bến Lức 400.000 đồng, bàn xem đài Gò Đen 250.000 đồng, tập thể công nhân truyền sáo N4 công ty Chinh Lu 200.000 đồng, Đỗ Thành Long 200.000 đồng, Lò Bánh Tráng Bùi Ngương Khánh phường 5 thành phố Tân An 200.000 đồng, Lê Thị Kim Thành Cầu Voi 100.000 đồng, Quỳnh Hiển Dinh phường 4 thành phố Tân An 500.000 đồng. Danh sách bổ sung ủng hộ Trần Văn Kèn ấp 5 xã Mỹ Quý Tây huyện Đức Huệ phát sóng ngày 6 tháng 4 năm 2016. Thầy Thiện Bình chùa Thuận Đức 100.000 đồng. Tiết mục thông tin nhân đạo cũng đã khép lại chương trình vượt qua hiểm nghèo ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi sự đóng góp xin gửi về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, số 3, Võ Công Toàn, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại tiếp nhận số 0723 822 529. Xin chân thành cảm ơn.